Rồi chào anh em nha, hôm nay là trưa 20 tháng 3 năm 2022. Trưa nay mình lên cho anh em tiếp một cái bình xăng con đít gài Kenhin Sa Băng 125 cổ lùng trái Gaxi BW20. Tình trạng là bình xăng này là hàng xin rã xe kho về cực đẹp, còn 7 màu rất là đẹp luôn. Thì cái bình xăng con 125 cổ lùng trái Gaxi này mình bán có giá là 2,6 triệu ha. Anh em nào chốt thì alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332. Bình này tình trạng là đẹp hoàn hảo ha, không lỗi lầm, bao các kiểu, bao đủ thứ. Anh em về vô xe có cấu hình máy từ 100 trở lên là ok. 54 dinh lớn, đồ này kia chạy rất là đã. Bên này phom nhỏ thích hợp cho anh em về mà làm 67 mà vô đồ lòng nhỏ là hết bài nha anh em. Bên này cực đẹp nha. Đẹp len keng. Cháy ga nè. Cháy ga đẹp, không xước, không liếm, không tì vết. Dòng BW20 nha anh em. Bình này thì rất là đẹp luôn, không có thể chê chỗ nào được, không có điểm trừ nha anh em. 7 màu nha. Trên thân là cái chất liệu Atimon còn xanh lè, và còn cái màu 7 màu luôn. Bình này mình bán cũng rất là lẹ, anh em nào chốt thì cứ alo mình nha, 0933 996 332. Bình xăng con Kenhin Sa Băng đít gài BW22 ha. Rồi mình quay cho anh em cái phần bên trong luôn. Bên trong là đẹp, không một lỗ nha anh em. Đó, bên trong cũng còn 7 màu luôn nè. Rồi ok, anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Bình xăng con đít gài BW22 cháy Gaxi, giá là mình bán là 2,6 triệu cho cái bình này. Anh em nào chốt cái alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332.